Rồi chia sẻ các bạn một cái cam mai ghép cúc. Cái này nó có một cái bộ đế bên dưới nó cực kỳ là rất là quái nha. Có độ quái của nó này. Chuột già khổ luôn á. Góc đế này là phá từ một cái cam mai lùm. Giờ nó thấy nó đẹp quá nên kết ghép. Đây cái vật ghép chỗ đây. Đấy. Ghép mà nó liền dính lại là rất là mạnh luôn, như nó liền vớt này. Chưa. Mà các dây cành thì nói chung là nó đỡ lùm xùm cho nó. Chủ yếu cho bông là chính này. Nó ra kiểu tự nhiên của nó. Chứ không có ép theo một cái dáng gì hết. Có những cái cành rời này. Chưa. Chung coi là ghép hoàn thiện rồi. Chủ yếu đợi cho bông là chính rồi. Cái mấy dần gốc nó cho nó ra vía tự nhiên của cây. Gốc đó cực kỳ quái luôn. Nó bành ra găng tay á. Đang có một cái rễ nữa đây. Một cái rễ trụ và ba cái rễ kế bên và tinh xung quanh. Cây này thì nuôi trong cái chậu lục lòng 30, tầm hai mấy 30 á, còn dưới gốc nó xô nhìn dần một cọng rợ nó lớn ngón tay cái rồi hả, ngón tay cái vậy đó, mấy cái rợ đây là nó lớn hơn chuột là đỡ rợ gì đâu già khụ luôn. Rồi nút nụ ổn định. Cái giống này nó mạnh đó. Dùng lá gai dì à, dì xanh đen luôn không đấy. Cái gì cui à sure. Giống này là kháng kháng bệnh tốt hơn so với những dòng lé nó mong nha. Rồi thì anh em nào thích cái cây này trường hợp để giao lưu cho vui. Nụ nút nụ này, nó nằm trong mấy cái chỗ cái đường nhánh nó này. Đấy, chỗ nách lé nó này. Rồi anh em nào thích cái này liên hệ nha. Cái mà rất là quái phần dàn chân rễ. Một rễ trụ ba cái rễ vệ tinh xung quanh ra như hình tam giác luôn. Có những cái dàn chân rợ nó có những cái đồn sáng nó cục cục à. Nuôi cục rồi đấy, nuôi càng lớn là nhìn nó càng quái mà nhìn thích lắm, nói chung rất thích. Một ghép thì nó liền lạc rồi à, em cứ mua về mình sáng tạo thêm dáng cho nó, cái con này mình chưa làm gì hết. Giờ cứ thấy hoa đẹp thì mình ghép thôi chứ không có tên tuổi hết nha anh em. Rồi, xin chào.